Hoa Kỳ bắt đầu chiến dịch vận động toàn cầu phóng thích tù nhân chính trị, trong đó có nhà báo Phạm Đoan Trang. Hôm 11 tháng 1, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố một chiến dịch vận động toàn cầu yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị đang bị giam cầm mà không có lý do chính đáng, trong đó có nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang của Việt Nam. Trong sáng kiến vận động phóng thích tù nhân lương tâm bị giam cầm vô cớ, gọi tắt là sáng kiến không lý do chính đáng, Without Just Cause, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố, khi các tù nhân chính trị trên khắp thế giới bắt đầu một năm nữa sau sóng sát, Hoa Kỳ tuyên bố khởi động sáng kiến không có lý do chính đáng nhằm nâng cao nhận thức quốc tế về hoàn cảnh của các tù nhân chính trị và gia đình họ, đồng thời ủng hộ việc trả tự do cho tất cả các cá nhân trên toàn thế giới bị giam giữ một cách bất công. Những cá nhân được nêu bật trong sáng kiến này là biểu tượng của nhiều tù nhân chính trị bị chính phủ giam giữ ở mọi khu vực trên thế giới, Bộ cho biết thêm.